Vâng, các bạn này là bây giờ ví dụ như bệnh nhân đấy bị tim mạch như chẳng hạn như trường hợp của em chẳng hạn thế là đã cài stent rồi thì bây giờ cái mình uống rượu ớt để mà khắc phục sau này ấy mình có tháo được stent à? Quý nữ người thân nhân. Dạ. Cái bệnh mà của thời đại. Dạ. Nó gọi là bệnh hẹp. Động mạch này. Dạ, dạ. Thì mình có hai cái động mạch vành ở tim ấy. Dạ. Mà hẹp là gì? Là do cái rối loạn về mạch lipid. Rồi sơ vữa động mạch. Dạ. Nó làm cho chít hẹp. Dạ. Cho nên cuối cùng để cứu sống người bệnh này, người ta phải đặt stent. Dạ. Nhưng mà khi đặt cái stent vô xong rồi đó, nếu mà không ăn uống cẩn thận. Dạ. Không uống thuốc đàng hoàng. Dạ. Rồi không có một cái chế độ rõ ràng thì chừng 5 năm sau thì nó hẹp y cũ. Vâng. Cuối cùng phải đi về bệnh viện bác sĩ phải lấy cái stent cũ ra và gắn ai lại cái stent nhìn mới. Vâng. Do vậy á, cái rượu ớt của mình á là phải hiểu nó vậy nè. Lấy cho thầy miếng nước nước đi. Nước nó thông, nó thông. Không phải nãy nhà mấy kia. À, nhà mấy cái lá thì nó bị ngộ độc rồi. Thì cái rửa của mình đó, là cái chính của nó đó, cái thành phần mà hoạt chất của nó đó, đúng là rồi. Nó thay được cái thuốc chống độc loãng thôi, không dạ. Có nghĩa là nó chống được cái sơ vữa cái động mạch vành, cho nên nó chống được sơ vữa của cái tĩnh mạch chân luôn. Mình đã mấy cái suy giãn tĩnh mạch chân là sâu nâu, rồi sâu đều dùng thau rửa nó giống như rồi thau rửa cái cống của mình, tức là cái nguồn nguồn chất này. Cái ớt thì mình không hiểu là nhưng mà có nghĩa là nó đánh tan hết các cục máu mà nó dọn sạch coi như cho cái mạch của mình đi, là khi mà đã đặt stent như rồi dạ. Mà uống cái rượu ớt của cả đời dạ. Thì chắc chắn một điều là cái stent nó không cần thay nữa dạ. Và nó giữ ở đó cũng không có sao. Dạ. Tại cái thứ cái chất liệu của nó là không có bị rỉ dạ. Và cũng tùy theo cái stent nó là của Nhật hay là ở Mỹ hay là ở Pháp dạ. Thì cái tuổi thọ nó bao nhiêu á thì tới đó là phụ thuộc vào cái stent. Chứ nó phụ thuộc về cái chất lượng của nó, cái chất lượng chứ của còn chất cái lượng của cái sơ vữa của dùng đó là không còn nữa. Nhưng mà nhớ một cái điều nè, cái động mạch của mình này, nó có cái sự co bóp đều đặn, cho nên khi nó sơ vữa nó cứng rồi nó đặt cái stent vô nữa thì nó sẽ làm cho cái động mạch vành nó cứng luôn, nó chai cứng luôn, cho nên đó, là nếu mà lấy ra là không hay lắm đâu. Mà để yên đó lợi thì phải ăn 16 tháng, phải hút không khí, rồi phải chườm đá, rồi phải uống rượu ớt thì nó mới giải quyết được cái này mãi mãi được. À, nhưng mà cái điều quan trọng của rượu ớt là gì? Là thứ nhất là nó giải quyết cái chứng đột quỵ của tim. Được. Cái đột quỵ của tim từ đâu? Là khi mà cái động mạch vành nó bị hẹp ấy, thì nó làm cho thiếu máu ở trong cơ tim. Được. Mà hãy thiếu máu cơ tim ấy, thì thậm chí mà cái cơ tim mà nó bị động mạch vành nó hẹp nó làm cho hoại tử cơ tim luôn. Dạ. Do đó là có nhiều người bị nặng mà không có cứu gì mà chết. Dạ. Thấy chưa? Thì cái tác dụng chính của nó là nó giải quyết được cái đó. Dạ. Cho nên những người mà em thấy nè lớn tuổi trên 50 là bắt đầu phải uống rượu hết rồi. Dạ. Còn 70, 80 là lại quá cần thiết đi. Tại vì nó chống được cái đột quỵ của cái tim. Dạ. Tại vì từ thiếu máu cơ tim thì nó mới làm nhồi máu cơ tim. Mà ta hỏi tại sao lại gọi là nhồi máu? Là tại vì máu nó đi xuống không đủ, bắt buộc cái tim nó phải bóp cho nhiều để nó đẩy xuống, thành ra nó làm gọi là nhồi máu. Dạ, dạ. Có thế thôi. Dạ. Thì thông thường ngày xưa giờ là ở bên nước ngoài ấy, thì người ta không có uống thuốc như mình ha? Mà người ta có cái nitroglycerin này, bằng cái miếng dán này, ta dán thẳng ngay đây thì cái này nó giữ như được 24 hoặc là 48 tiếng hồ thì nó luôn luôn làm cho cái cơ tim nó không bị thắt lại. Dạ. Nhưng mà dùng cái đó thường xuyên thì huyết áp lại bị tụt. Dạ. À, cho nên rượu ớt vẫn là tối ưu vậy thôi. Ok. Thế vậy thì nếu như vậy thì mà mình uống rượu thuốc mà thường xuyên này ạ, thế thì có nên không uống thuốc chống đông được không? Đúng á. Thì khi đã uống rượu ớt á, nó có một cái như này, em uống nửa muỗng
cho nó quen bao tử đi với sữa chua rồi sau đó anh tăng lên muỗng rồi sau anh tăng lên muỗng rưỡi anh tăng lên tới 2 muỗng tới 2 muỗng là không còn dùng thuốc chống đông nữa. Cũng như thí dụ như khi mình dùng rượu ớt á, là tối kỵ mình không dùng nghệ, tại nghệ nó có tác dụng hoạt huyết giống như cái thằng hớt. Anh ra khi mình uống vậy là hai cái đô nó cộng lên thì cái sức mà làm cho lưu thông nó càng mạnh hơn thì là không tốt. Thì cái thuốc chống đông cũng giống vậy. Cho nên á, là mình dùng rượu ớt từ cái nửa muỗng lên tới 1 muỗng lên 1 muỗng rưỡi lên tới 2 muỗng. Khi đã lên được tới 2 muỗng rồi mình không cần dùng thuốc chống đông. Mình đưa thuốc thầy cho hỏi cái muỗng ấy nó như nào, muỗng cà phê lấy cái thìa, lấy cái thìa cà phê xem cái thìa nó giống nhau như nào, chứ còn đôi khi không, nó có hai lò thìa, cái lò thìa cái lò thìa nhỏ xíu là khác, còn lò thìa lớn là khác. Nhưng mà mình lấy cái này á, cái này không phải là cái muỗng này, cái muỗng này là uống vô chết luôn á. Đấy, thấy chưa? Cái muỗng này là muỗng ăn canh. Đấy. À, còn cái muỗng bên á, nó nhỏ hơn. Em vẫn cứ sơi một muỗng này. Không, thì em có. Em có chả em rồi. Không, em quen rồi. Kiểu mới ấy. Nhưng mà nếu như mà em uống á, mà kiểu này á, thì em không có. Mấy người mới bị thôi. Chứ còn em uống là bảo đảm an toàn. Nhưng mà điều có một cái là thầy muốn nói cho tụi em á, ngài biết cái ớt của thầy uống đến bây giờ rồi không, bình tĩnh thì thầy nói cho nghe ai gì á, em uống á thì là thầy nói cho em phân biệt này. Thầy biết rượu ớt là em tự ngâm không, thầy nói là thầy biết liền. Vì cái rượu ớt mà em tự ngâm á thì thứ nhất là cái rượu không an toàn, cái thứ nhất nó không có lợi ra được, cái thứ hai là cái đã ngâm vậy rồi nó còn có một cái nữa, có một vị nữa, cái đó thầy giấu luôn rồi. Thì cái vị đó nó làm cho cái sức mà công phá của cái rượu ớt nó nhẹ nhàng hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Tại vì nếu mà nó mặn hơn á thì em sẽ bị sốc. Lấy cho thầy chai rượu thầy thử cho biết. Để rồi tụi em sẽ lấy nó phải có cái muỗng gì nó chuẩn xác nhỉ, để mình hướng dẫn. Bây giờ em đã uống rồi thì em ngửi cái mùi rượu của thầy nè, em coi còn nó khác nữa nè. Phượng và trong bếp cũng có. Anh Thành ơi, anh tìm cái muỗng nhỏ nhỏ để thầy uống cà phê nhỏ cái bé bé đấy. Đây em nghe mùi khác rồi. Thơm lắm. Nhưng mà không, anh không có nghe mùi rượu, mùi gì không? Không có. Bởi vì thầy lọc hết rồi. Lọc, chiết xuất rồi. Chiết xuất rồi. Đó là rượu, rồi. Tài là rượu đã để lâu năm rồi. Rồi. Không phải. Không phải, lâu năm phải. Rượu mới hết. Rượu mới hết, nhưng mà rượu đặc biệt. Và nói cho em biết luôn, cái rượu này rất đắt tiền. Nó làm gì biết không? Nó làm whisky. À, whisky. Và mà whisky là gì? Whisky là rượu quá hạn. Ngoại. Nó ngâm lâu hạn, nó ngâm quá hạn. Bây giờ em mua uống, ở đây em biết mấy là mấy tay mình chơi nó chơi cái gỗ sồi á, nó để ra nhiều lắm, nó đổ cho nó ngâm đó, thì nó ngâm trong cái đó 15 năm thì nó ra số 15. Còn cái này á, là không phải rượu mới hoàn toàn. Thành ra là cái em mà về muốn được rồi, em muốn thử đi, em sẽ thấy hoàn toàn khác cho em chứ. Khác hoàn toàn này. Bảo đảm. Bảo đảm với em muốn đi nha. Muốn đi. Không, em muốn thử đi, thầy biết liền. Làm cái của thầy. Thầy dám bảo đảm em mà hoàn toàn khác hết. Bởi vì ông này ông nói là tại vì ông này uống quá dữ rồi, đừng uống nhiều, uống ít thôi. Đó. Để em coi cái lượng rượu em coi. Thấy ông này uống gì lắm. Em thấy hoàn toàn khác hết. Không có giống như thế nào. Giống là sao rồi? Và cái hay của cái rượu này á, là nó chữa luôn cả bao tử dưới cái tầng thực quản, hay hơn cái ớt không. Ok chưa? Em uống rác liền. Bảo đảm mà. Đây mình. Cái này thì tặng em. Để em uống rồi thì tặng luôn. Tặng cây xong coi như thầy tặng cái rượu ớt chứ. Rồi, thôi bây giờ. Thôi bây giờ tốt được rồi. Ok. Bây giờ bị gút là thầy bị mấy chục năm. Thầy ăn tôm, ăn cá, ăn tôm cua, ăn gì cũng được. Cái kỷ niệm trong cuộc đời thầy đau khổ nhất cái gì út đó, mà nó giật, thầy chết á, là ở Hải Phòng. Mấy đứa nó cho đệ tử qua thầy ở Hải Phòng á, nó mới đãi cho thầy cái món con gì dính, sam răng muối. Bữa đó thầy ăn sam răng muối xong, thì ngồi nói chuyện với anh em xong là 1 giờ đồng hồ sau, là thầy đi không nổi luôn. Nó lẹ lắm, lít người đi luôn. Mà
không bò chứ không đâu. Rồi mà cái cầu thang ở trên chỗ Hải Phòng nó đưa nhỏ quá, thành ra là một thằng nó phải cõng, một thằng nó phải sao sóc không. Bây giờ thầy nặng 130 kg, bây giờ 100 kg là đứng 130 kg. Thì khi xuống xong á, nó bỏ lên xe thì chạy về tới Hà Nội á, thì lết thôi. Tức là khi về tới Hà Nội bò, bò, bò lết luôn. Thì 10 giờ khuya rồi, thì kêu mày đi qua ra quầy quầy Phật Mai Si á, mua cho thầy oxy-xin lấy gấp. Và oxy-xin là quýnh, phải quýnh tấn công rồi nha. Vô một lần 2 viên, rồi 3 tiếng sau là 2 viên, 3 tiếng sau cũng 2 viên, thì nó hại xuống đi. Nhưng mà cái dở của Hà Nội là không có hiệu thuốc gác, nó gọi là hiệu thuốc gác, tức là cái hiệu thuốc đó 24/24, chỉ có Sài Gòn mới có. Cuối cùng là nó phải chạy vô bệnh viện Việt Đức thì trong đó mới có, vì nó có cái Phật Mai Si ở đâu đó, rồi nó mới mua. Một cái lần mà thầy chết là thầy còn nhớ tới bây giờ, nhưng tới bây giờ là bao nhiêu năm rồi thầy không hề bị cái gút trở lại, mà bây giờ ăn thoải mái luôn, thoải mái không có vấn đề. Thế tí nữa thầy sang thầy ăn con nhìn nhá, thầy em rồi không không rồi thầy tí thế thì gút ở ai thầy. Bây giờ thầy nói công thức chưa gút ha, công thức chưa gút cực kỳ đơn giản. Thứ nhất là phải ăn 16-8. Thứ hai là hốt không khí này, hốt không khí. Thứ ba này là phải chườm đá nóng ở vùng gan này, ba thứ nha. Rồi còn uống là uống cái gì, hai thằng này không là đủ rồi. Và em tụi em sẽ không, khi mà tụi em thực hiện 16-8 nó đã chống được cái thằng acid uric tăng rồi, mà khi muốn hai thứ này nó vô rồi thì em sẽ không bao giờ bị hút là gì hết, xong rồi. Tức là 16-8 nè, ăn hết 16-8 nè, hút không khí nè, chườm đá nóng ở vùng gan nè, cái ba đó là cơ bản. Rồi cái hay của hút không khí ở chỗ này là gì, tức khi em bị hút á, mà em đang bị đau á, thì thường thường trong đây cấp cứu là oxygen, còn không có em ngậm hút chút xíu hết đau liền. Em uống oxygen cũng hút không không, thầy đang nói chuyện hút không khí là hết đau liền. Rồi hút không khí chưa biết là ông này. Rồi còn cái cách uống là uống sao, thứ nhất là rượu ớt. Rượu ớt là bao giờ cũng vậy, uống sau khi ăn cơm, đừng có bao giờ uống trước cơm, tại vì cái nóng của nó nè, nó nửa là vậy, có nhiều người đâu có quen nè. Thì em uống sau cơm thứ nhất. Cái thứ hai là uống từ nửa muỗng cà phê một tuần lễ, tuần lễ nữa một muỗng, tuần lễ nữa một muỗng rưỡi, tuần lễ là 2 muỗng. Nếu mà trong cái quá trình em uống từ dần dần từ dưới lên trên vậy đó, mà nó không có gì nguy hiểm á, nó không có khó chịu bao tử thì em uống tiếp luôn. Còn nếu mà lên tới 1.5 chẳng hạn thì nó hơi nghe sót sót, hạ xuống uống 1 thôi, tại cơ thể mình nó chấp nhận được 1 thôi, được chưa? Mà nhớ một cái điều là gì, là phải dùng cái rượu ớt này bao giờ pha với sữa chua. Nếu mà mình có tiểu đường thì mình uống cái sữa chua không được, nếu mà mình không có tiểu đường thì mình uống sữa chua có được. Thì khi mà em uống nó vô á, thì nó ngoài cái chuyện mà nó giải quyết cái gút của em ra, mà nó giải quyết một cái chứng rất là hay, đó là đau bao tử với trào ngược thực quản. Mà trong khi đó là thuốc tây á, là khi bị trào ngược thực quản nó cho em uống thì em ổn liền. Nhưng nếu như mà ăn uống nó không được đâu lại qua lại thuốc tây á là vậy, còn cái này nếu mà em dùng cái này dứt một cái tuyệt đẹp luôn. Ok, hỏi gì nữa không? Đâu được rẻ. Chấm dứt, dứt điểm. Rồi, dứt điểm. Cái gì á là tụi mình là dân uống rượu được hết. Thì trước kia cô em uống 1 muỗng. Nhưng mà em phải lắc lên nha. Tại cái nước cốt nó nằm dưới đây nha. Vâng, vâng. Trước kia cô em uống 1 muỗng. Sau khi ăn cơm thì uống rượu ớt. Uống 1 muỗng không. Quên, nhưng mà tại quên thầy nói cái này uống trước kia cơm. Vâng, cái này uống trước kia, này uống trưa, uống chiều. Vâng. Nhưng mà tối trước khi đi ngủ á, nếu mà hôm nào á mà em không có đau không đớn gì em uống 1 muỗng thôi. Uống ly nhỏ đi trên chung rượu mình á. Còn nếu mà hôm đó mà em cảm thấy mệt mỏi đi xa về rồi làm việc căng thẳng rồi, em uống cho thầy 2 muỗng.
Là cái muối em uống mẹ phải uống trước khi đi ngủ nha. Em đừng uống lưng chừng nha. Cái là để ngay giường ngủ này, cái gì em uống vô cái nằm luôn, nó đi một lèo luôn tới sáng luôn. Cái đặc biệt của nó là nó canh thần kinh mình dữ lắm. Giống như là hồi xưa á, là nó nói cái thuốc này nó giống như aspirin làm cho giảm đau, nhưng thực ra nó là giống như morphine vậy đó, mà morphine thực vật an toàn, nó an toàn dạng morphine, nó như là morphine vậy. Em uống vô cái nó gây ngủ, trời ơi mẹ chết nó luôn. Vậy thôi, ok. Thế tức là hai cái này mà kết hợp thì một cái này là uống sau dùng sau khi ăn. Nhưng mà cái này một ngày uống, một ngày uống hai lần buổi trưa, hai lần, chiều, còn này uống tới ba lần, tức là trưa chiều rồi tối thì uống. Cái kia là uống được 3 lần. Được 3 lần. Cái nhà cái này được 3 lần. Uống được 2 lần. Hai lần ví dụ là trưa và tối. Đúng rồi, trưa và tối. Okay. Sau khi ăn. Thôi, hai cái này kết hợp là